Minh Vy chào mừng quý vị đang đến với bản tin cuối tuần FBNC 24/7. Thưa quý vị, trong phần đầu tiên của chương trình, Minh Vy xin chuyển đến quý vị một số thông tin trong nước đáng chú ý trong tuần qua. GDP của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 5,6% trong quý 2 2017. Trung bình mỗi ngày hơn 2 triệu đô la vốn ngoại được rót vào thị trường bất động sản. Phần đông người dân lựa chọn môi trường hơn tăng trưởng kinh tế, thông tin từ kết quả khảo sát Barbie 2016. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, gọi tắt là chỉ số PAPI năm 2016 đã được công bố tại Hà Nội. PAPI năm 2016 cho thấy người dân tiếp tục thể hiện sự lạc quan vào điều kiện kinh tế hộ gia đình trong tương lai. Kết quả khảo sát PAPI năm 2016 cho thấy cung ứng dịch vụ công ở các tỉnh của Việt Nam được cải thiện bền vững trong suốt 6 năm qua. Mặt khác, hầu hết các tỉnh thành có thể làm tốt hơn để cải thiện năng lực và thái độ của công chức viên chức, tăng tính minh bạch, khả năng phản hồi và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Có 3 vấn đề quan ngại nhất của người dân được phản ánh trong PAPI năm 2016, đó là đói nghèo, đây là vấn đề hệ trọng nhất, môi trường là mối quan ngại lớn nhất. Đói nghèo vẫn là vấn đề đáng quan ngại nhất với nhiều người dân, song mối quan ngại về sức khỏe môi trường gia tăng đột biến trong năm 2016. Tỷ lệ người trả lời cho rằng môi trường là vấn đề đáng quan ngại nhất tăng khoảng 10% so với tỷ lệ của năm 2015. Sự gia tăng đột biến này chắc chắn phản ánh mối quan tâm của dư luận sau sự kiện cá chết hàng loạt tại khu vực Duyên Hải miền Trung hồi tháng 4 năm 2016. Song mối quan ngại lớn về vấn đề môi trường không chỉ tập trung vào sự cố ở miền Trung mà còn về chất lượng nước uống và chất lượng không khí ở tất cả các tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc. Có tới 67% số người trả lời trên toàn quốc cho rằng chất lượng nước từ sông ngòi giảm đi so với 3 năm trước và 35% cho rằng chất lượng không khí ngày càng đi xuống. Năm 2016, Phú Thọ là tỉnh có chỉ số quản trị hành chính công tốt nhất cả nước. Bình Dương là tỉnh 2 năm liên tiếp được người dân địa phương đánh giá chưa cao về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công. Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia, gọi tắt là NSIP, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vừa đưa ra mức dự báo tăng trưởng GDP trong quý 2 là 5,6% và cho cả năm 2017 là 6,2%, bằng với mức tăng trưởng của năm 2016. MCIF cũng lạc quan khi cho rằng mức tăng trưởng cả năm 2017 có thể cao hơn vào khoảng 6,3% đến 6,5%. Tuy nhiên, cần cảnh giác với nhập siêu khi nhập khẩu ô tô tăng tới 43% trong quý 1. Về tác động của việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất đối với kinh tế Việt Nam, thì MCIF cho rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể bị giảm đi khoảng 0,06 điểm phần trăm trong năm 2017 và 0,05 điểm phần trăm trong năm 2018. Xuất nhập khẩu sẽ ảnh hưởng nhẹ, giảm 0,15% trong năm nay. Ở chiều ngược lại thì những thay đổi về lãi suất mang lại những hiệu ứng tích cực đối với lạm phát. Cụ thể thì lạm phát sẽ giảm 0,15 điểm phần trăm trong năm nay. Nợ nước ngoài năm 2017 tăng thêm không đáng kể với mức 10 triệu đô la Mỹ, đến năm 2018 thì có thể lên 100 triệu đô la Mỹ. Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài về cơ cấu vốn FDI của Việt Nam mới đây cho thấy, tính chung quý 1 năm nay, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI vào Việt Nam. Tính trung bình mỗi ngày có khoảng 2 triệu đô la vốn FDI đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam. Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 tháng đầu năm, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã thu hút tổng vốn đầu tư nước ngoài là 343,69 triệu đô la Mỹ, chiếm 4,4% tổng vốn đầu tư FDI cả nước trong quý 1. Tính trung bình mỗi ngày có khoảng 2 triệu đô la Mỹ vốn FDI đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam. Trước đó, quý 1 năm 2016, lĩnh vực kinh doanh bất động sản cũng đứng thứ 2 thu hút FDI vào Việt Nam. Với 11 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 239,78 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Như vậy, so với quý 1 năm ngoái, quý đầu năm nay vốn FDI vào bất động sản vẫn tiếp tục tăng về số lượng vốn. Theo các chuyên gia, mức độ quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường Việt Nam ngày càng tăng trong năm 2017. Bên cạnh đó, tính thanh khoản tốt cũng đã thúc đẩy thị trường giao dịch tốt hơn. Điều đó sẽ được tiếp tục trong năm 2017 khi thị trường cổ phiếu và vốn phát triển. Thưa quý vị, mới đây Bộ Công Thương vừa công bố báo cáo xuất nhập khẩu năm 2016, trong đó dự báo lạc quan về triển vọng tăng trưởng của ngành da giày. Cụ thể, Bộ Công Thương dự báo sản xuất và xuất khẩu ngành da giày năm 2017 của Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với năm 2016. Năm 2017, Bộ Công Thương dự báo chỉ số sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp da giày có thể đạt khoảng 5% và kim ngạch xuất khẩu của ngành giày dép tăng 10%, túi xách các loại tăng 12% so với năm 2016. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt gần 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với 2016. Nguyên nhân là do các đơn hàng gia công giày dép từ Trung Quốc dịch chuyển sang Việt Nam và để tận dụng các cơ hội nhập từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU dự kiến có hiệu lực trong năm 2018.
Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam năm 2016 đạt 13 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,3% so với năm 2015. Trong đó, các chủng loại giày dép xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vẫn là giày thể thao mũ nguyên liệu dệt. Sản phẩm giày dép của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản và ASEAN. Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu da giày lớn nhất của Việt Nam. Mặc dù đã có quy định cơ quan nhà nước chỉ được thanh kiểm tra doanh nghiệp một lần năm, nhưng theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hiệp Phước, mỗi doanh nghiệp vẫn bị thanh kiểm tra nhiều lần trong năm. Ý kiến được đưa ra tại buổi đối thoại giữa cơ quan quản lý và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp mới đây. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, hóa chất nông nghiệp, Vidan có nhà máy đặt tại khu công nghiệp Hiệp Phước. Theo ông Nguyễn Văn Phong, giám đốc công ty Vidan, mỗi năm doanh nghiệp ông bị thanh tra nhiều lần, chưa nói đến chuyện tiêu cực hay nhũng nhiễu. Ông Phong cho biết, riêng việc dành thời gian đón tiếp, giải trình các câu hỏi của đoàn cũng mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. Là chỉ có dùng một cơ quan thanh tra đụng một cái hại hẳn công việc. Chúng tôi được quyền không mở cửa nha, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại là không tốt, cho nên chúng tôi thấy mà tính qua như vậy thì nó bất hợp lý. Ở đây thì chúng tôi cũng không ngại có thể thanh kiểm tra, nhưng bạn biết rằng là khi mà đến thanh tra đến cả tính mà tính thì nó mất thời gian, người ta khổ nó nhiều lắm. Do đó, ông kiến nghị Ban quản lý khu công nghiệp Hiệp Phước phối hợp với Ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp HEPSA xây dựng tiêu chuẩn doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp. Với những doanh nghiệp đã đạt được tiêu chuẩn này, khi cơ quan muốn đến thanh tra doanh nghiệp thì phải thông qua HEPSA và khu công nghiệp. Đại diện công ty dầu nhớt và hóa chất Việt Nam cho biết, có thời gian liên tục trong vòng 6 tháng, doanh nghiệp hết bị thanh tra nước thải là đến môi trường, sau môi trường lại thanh tra lại nước thải. Dù kết quả thanh tra lần nào cũng cho thấy doanh nghiệp không vi phạm. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Một khi doanh nghiệp nào đã có một cái uy tín, đã có những kết quả tốt trong một cái thời gian nhất định nào đó, thì hãy để cho họ có cái tự do một chút, hãy để cho họ có được cái lòng tin để họ hoạt động mà không phải suốt ngày là có thể tốn thời gian để thanh tra. Trước đó, vào giữa năm 2016, Chính phủ đã ban hành nghị quyết yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước chỉ được phép thanh kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần một năm. Nếu quá thì doanh nghiệp có quyền không tiếp. Quy định này chưa phải là văn bản pháp luật, nhưng các bộ ngành, ủy ban nhân dân các địa phương đã cam kết với Phòng Công nghiệp và Thương mại VCCI sẽ tuân thủ. Thưa quý vị, trong chương mục con số nổi bật ở tuần kỳ này, thì chúng tôi muốn đề cập đến con số 778 triệu đô la. Đây là số vốn đăng ký đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Việt Nam từ các nhà đầu tư nước ngoài từ năm 2009 cho đến hết năm 2015. Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố mới đây. Năm 2009 có 2 dự án FDI trong năng lượng đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 90,5 triệu đô la. FDI trong lĩnh vực này giảm xuống trong năm 2013, sau đó tăng dần vào năm 2014. Năm 2015, vốn đăng ký vào lĩnh vực này đạt trên 356 triệu đô la. Nếu xét về quy mô thì sản xuất điện từ năng lượng gió thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài nhất với tổng vốn đăng ký là 577 triệu đô la. Đứng thứ hai là sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, sau cùng là sản xuất điện sinh khối. Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, đến nay đã có 9 nước đầu tư vào dự án FDI năng lượng xanh bao gồm Hàn Quốc, Đức, Pháp, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Singapore, Nga, Bỉ và Trung Quốc. Trong đó, vốn FDI đầu tư vào năng lượng xanh ở Việt Nam nhiều nhất từ Hàn Quốc, chiếm 48% lượng vốn FDI. Vâng, thưa quý vị, trong phần tiếp theo của bản tin FBNC 24/7 kỳ này sẽ là những thông tin thế giới đáng chú ý trong tuần qua và phần tổng hợp thị trường chứng khoán toàn cầu. Chính phủ Indonesia đang gấp rút hoàn thiện việc chuẩn bị cho Á vận hội sẽ diễn ra vào cuối năm. Chỉ số PMI trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc giảm sâu trong tháng 3 năm 2017.